Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Nhà Mới Bình Chánh. Hôm nay Thành xin giới thiệu cho mọi người một căn biệt thự nằm ngay trục đường số 3 của khu đô thị 5 sao cách chợ Bình Chánh 2 cây số. Căn biệt thự này nằm ở phân khu Quy, phân khu Quy, và có diện tích là ngang 5,5m, dài 14m2. Một trệt, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, sân thượng trước sau, 5 phòng vệ sinh mọi người nhé. Đây là tổng quan không gian phòng khách đấy. Căn nhà thì xây dựng theo kiến trúc hiện đại mọi người. Đó, mình về mình chỉ cần xách vali về ở thôi. Đó, căn nhà xây dựng rất là đẹp rồi. Theo kiến trúc hiện đại của năm 2022. Có phần nội thất cơ bản, full nội thất cơ bản cho quý cô chú anh chị rồi nhé. Không gian phòng bếp cũng rộng, cực kỳ là rộng rãi luôn ha. Đây, tiếp đến là ở dưới sẽ có một phòng vệ sinh. Và giá bán căn nhà này giá trên 4 tỷ một tí thôi nha mọi người nha. Và tài chính anh chị nào 2 tỷ thì cứ liên hệ cho Thành. Thành sẽ tư vấn mình về vay ngân hàng và lãi suất. Nếu mình thấy ok, mình có thể là đầu tư hoặc mua để ở vẫn được mọi người nha. Thu nhập ổn định thì mua thoải mái căn nhà này. Tài chính tầm khoảng 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ là mua được nha. Đây, cầu thang cũng làm khá là rộng và dễ đi nha mọi người. Mỗi tầng, tầng 1 và tầng 2 thì mỗi tầng sẽ có 2 phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng biệt nằm trong phòng luôn mọi người nha. Cho nên là cái phần vấn đề về cái sự riêng tư hoặc là gia đình có nhiều người, nhiều gia đình nhỏ ở với nhau thì mình vẫn ở thoải mái và không có bị đụng chạm về những cái vấn đề tế nhị ha. Toilet riêng biệt hết. Và những thiết bị thì rất là cao cấp luôn mọi người nha. Nằm ở trên trục đường số 3 mọi người nha. Trục đường này là trục đường gọi là phát triển nhất của khu đô thị 5 sao. Có những cái hàng bàn Đài Loan và vỉa hè của trục đường này là có vỉa hè tới 3 mét lận. Lót gạch lên là căn nhà mình lại có tận dụng thêm khoảng không gian vỉa hè. Cho nên là căn nhà mình cảm giác nó rộng và nó thoáng hơn. Đối diện của căn nhà mình là phân khu biệt thự mọi người. Cho nên view biệt thự mọi người khá là đẹp luôn ha. Thầy xin nhắc lại diện tích là ngang 5,5m, dài 14m2. Tổng diện tích là 78m2 mọi người nha. Một trệt, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, 1 phòng thờ, sân thượng chút sau. Đây là tầng 2 thì cũng tương tự như tầng 1 mọi người. Cũng là có 2 phòng ngủ và toilet riêng biệt trong từng phòng, thiết kế giống ở dưới luôn mọi người. Đây, căn nhà mình rất là nhiều phòng. Mọi người quan tâm thì liên hệ Thành qua số hotline nha. Và đừng quên nhấn đăng ký nếu chưa đăng ký. Và những anh chị nào đã đăng ký rồi thì cho Thành xin một lượt like. Hoặc là nếu mà có góp ý gì thì cứ bình luận bên dưới cho Thành nha. Xin cảm ơn mọi người. Rồi, không gian sân thượng này có giếng trời. Đây, một giếng trời rất là rộng thoáng. Đó. Phần cầu thang mọi người có thể thấy là làm rất là đẹp luôn mọi người nhé. Rồi, trên sân thượng sẽ có là sân thượng trước sau, phòng thờ và một cái kho mọi người. Đó, sân thượng cũng rất là rộng rãi. Đây, thì giá bán căn nhà thì trên 4 tỷ thôi mọi người nhé. Trên 4 tỷ một tí, nhít nhẹ thôi. Đó, thì mọi người quan tâm thì liên hệ cho Thành. Thành sẽ báo giá. Đừng quên like và chia sẻ video này nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ nha.